Tính cách đặc trưng người tuổi Hợi trong tình yêu và công việc. Tính cách người tuổi Hợi. Trong tình yêu, trong chuyện tình cảm, tuổi Hợi là những người chân thành, thật thà và rất chung thủy. Khi yêu ai đó, họ sẽ yêu và cho đi hết mình, luôn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của đối phương. Đôi lúc họ đặt tình cảm sâu nặng vào một ai đó, tưởng chừng như không thể dứt ra được. Tình cảm sâu đậm khiến tuổi Hợi trở thành người đa sầu, mặc dù bên ngoài của họ luôn vui vẻ. Trong công việc, khi làm việc, tuổi Hợi mang nguồn năng lượng tích cực. Ở một tập thể, họ luôn chiếm vị trí quan trọng không thể thiếu. Tuổi Hợi kết nối đội nhóm lại với nhau, tràn đầy năng lượng và tinh thần làm việc, khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu khi hợp tác cùng.